Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ công thức biến tấu của chè chanh giả tây, đó là chè chanh mướp đắng giả tây. Trong công thức thì mình không cần phải chọn chanh Quảng Đông đâu các bạn, chanh không hạt của mình cũng rất là ngon rồi, không cần phải chanh Quảng Đông đâu. Mướp đắng thì các bạn cắt từng khoanh, móc ruột đi và làm lạnh. Mướp đắng thì các bạn làm chuẩn bị sẵn và đỡ tủ lạnh thì nó không có bị hư. Mướp đắng thì các bạn phải dễ cho nhuyễn nha, chanh thì không cần phải nhuyễn nhưng mà mướp đắng thì phải nhuyễn. Nếu mà dễ không nhuyễn thì mình hút nó sẽ không có lên thiêu chè đâu. Thật sự là rất là ngon các bạn ạ. Mướp đắng nó hòa quyện với lại chanh và chè, nó đem hương vị rất là khó tả nha. Mướp đắng được làm lạnh thì nó đã giảm độ đắng. Có vài lưu ý khi mà làm món này là mướp đắng các bạn cắt từng khoanh, móc ruột và làm lạnh. Và khi mướp đắng được làm lạnh thì dễ rất là nhanh và dễ nhuyễn hơn. Và khi mình dễ nhuyễn thì nó sẽ đi theo ống hút, nó hòa quyện với chè và nó sẽ ngon hơn. Nó như topping như các bạn ăn giòn giòn rất là ngon. Cái biến tấu này thật sự rất là ngon nha các bạn. Và đây cũng là một cái chen bên Trung Quốc đó. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở các clip lần sau nha.